lên cùng nhau, đi về Việt Nam mỗi đất nước quanh đồ, đi bạn là tôi vì chúng tôi yêu anh. Đi ngày mai sao tươi hay mong ngon. Thế bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Cứ để lại lời nhắn tính. Bông à? Vâng. Bố đang ở cái chỗ ngã ba rồi nhưng mà không biết rẽ vào đâu. Thế thì con ra chỗ anh Vinh, anh Vinh chỉ cho con chút đấy. Ờ. Con gọi lại nhá. Ờ.